Rồi, hôm nay mình sẽ theo anh này đi chạy cá trong cái ao ở đây nha anh em. Mọi người nhớ theo dõi hai anh em mình nha. Đó, chạy cá trong chỗ này nè. Đó. Rồi, bây giờ mình đầu soạn chạy ra chạy nha anh em. Rồi, giờ bắt đầu ra chạy nè nha anh em. Đó, thấy cá ụt không? Còn cá gì à? Cá gì nó ụt quá cơ. Có cá ụt dữ lắm đó nghe anh em, không biết là có cá gì nha. Đó, đó, đó. Đó. Bây giờ ra chài nè, đấy hồi hộp lắm đó nghe anh em, không biết có cá gì dưới nha, nhớ nha mọi người. Ủa, không biết có cá gì đây. Đây coi ông này. Đó. Quá hồi hộp luôn, chưa chài xuống là hồi hộp rồi. Để coi cái chai nó. Ôi, nó số tim quá trời luôn. Số tim quá trời luôn anh em ơi. Đây. Dữ lắm rồi. Chực không. Nó số tim dữ lắm đó nha. Cái gì vậy? Nước đen xình á. Số tim dữ lắm nhưng mà cá nó cút hết rồi. Đấy có con gì á? Cá gô hả? Đâu? Ủa, mà con cá rô đồng chà bá luôn. Cá gô chà bá luôn anh em ơi. Rồi thử lên trên đây. Đấy cầm lên. Rồi. Con cá rô đồng nha anh em. Tiếp anh nít kiên cá nước đó, còn hàng chứ cá rô đồng không mà ông ơi. Rồi quăng cái nữa nha anh em ơi. Nhớ xem cái chạy cái chỗ kia nó ụt bọc quá trời hả. Đó, chỗ đó đi. Tới chút nữa, gần quá. Sao có người ta vậy? Ở đó. Đủ con cá rô đồng à. Rồi dính cây. Chắc đất nó rồ rề á, trời nó không dính. Rồi. Kết thúc clip ở đây luôn anh em ơi. Ao này ế quá à. Có gì không nghe anh em? Không dính nổi đâu.